Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ truy điệu 3 phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Tạm giữ khoảng 40 tấn hàng nghi nhập lậu tại ga Đà Nẵng. Cảnh báo tình trạng học sinh bị sang chấn tâm lý do bạo lực học đường. Quý vị, sáng ngày 21 tháng 10, lễ viếng 3 sĩ quan phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện tại Bà Rịa, Vũng Tàu ngày 18 tháng 10 đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 18 tổ chức long trọng tại nhà tang lễ phía Nam Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ 7 giờ sáng, các đoàn đến viếng đã có mặt tại nhà tang lễ để viếng 3 sĩ quan phi công. Đến viếng các anh có đồng đội, bạn bè, người thân và cả những người dân trong vùng. Được biết, linh cữu của 3 sĩ quan phi công đã được đưa đến hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sau lễ viếng, lễ truy điệu và lễ hỏa táng, hài cốt của các anh sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nam. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc hạn chế tình trạng sóng biển gây sạt lở bờ biển, cuốn trôi nhiều công trình phục vụ du lịch, nhưng đến nay, toàn bộ tuyến kè mềm, kè cứng và những đoạn chưa kè tại bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An đã bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đồng ý tạm ứng khẩn cấp 8 tỷ đồng để thành phố Hội An xử lý ngay tại chỗ tình trạng trên. Đây là hình ảnh tại hiện trường sạt lở. Ngay những đoạn kè mềm cũng bị sóng làm xê dịch bao tải cát. Đặc biệt, sóng biển đã và đang tiếp tục đe dọa nghiêm trọng đoạn bờ biển chưa kè, từ nhà hàng Biển Gọi đến khách sạn Palm Garden dài 650m. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đề xuất cho phép thành phố hút cát từ bãi bồi khu vực phía Nam Cửa Đại bơm vào khu vực phía Bắc nhằm nuôi những đoạn bờ biển, bãi biển bị xói lở sâu. Tuy nhiên, để thực hiện giải pháp này, thành phố Hội An phải có phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Giải pháp này phải được các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định trước khi triển khai nhằm tránh những hậu quả khôn lường. Hiện trên cả nước có tới 20 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với lượng tro xỉ thạch cao thải ra lên tới hơn 15,7 triệu tấn một năm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, dù đã có nhiều nỗ lực để kiểm soát khói bụi, nguồn nước thải, tuy nhiên khó khăn nhất đối với các nhà máy nhiệt điện vẫn là việc xử lý tro xỉ thải. Đây là bãi xỉ tro tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nằm trên địa phận tỉnh Bình Thuận. Một ngày nhà máy này thải ra 3.000 đến 4.000 tấn tro xỉ. Còn tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đóng tại Trà Vinh, theo tính toán, mỗi năm nhà máy thải ra 1,6 triệu tấn tro xỉ. Mặc dù đã có khoảng 40 hecta dành cho bãi thải, nhưng cũng chỉ từ 2 năm rưỡi là đã quá tải. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở thành khu vực có công suất nhiệt điện than lớn nhất cả nước vào năm 2030 với 14 nhà máy. Dù đã có nhiều nỗ lực để kiểm soát khói bụi, nguồn nước thải, tuy nhiên khó khăn lớn nhất đối với các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn là xử lý tro xỉ thải. Để giải quyết vấn đề tro xỉ, hiện nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 đã ký hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tiêu thụ toàn bộ tro xỉ của nhà máy. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn nếu những cơ chế chính sách trong việc thu hút đầu tư để xử lý tro xỉ làm vật liệu xây dựng chưa được ban hành một cách đồng bộ. Được khởi động từ tháng 3 năm 2016 với sự tham gia của hơn 4.000 thí sinh, ngày 20 tháng 10, Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2016 đã diễn ra vòng thi chung kết và giải nhất đã thuộc về thí sinh Bùi Như Viên với đề án Cao Lá Sâm. Tại phần trình bày đề án với ban giám khảo, Như Viên chia sẻ mình đến từ một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều nguồn dược liệu quý như sâm Ngọc Linh. Hiện phần lớn người dân chỉ tập trung khai thác củ sâm với giá thành khá đắt đỏ. Trong khi đó, lá sâm có nhiều thành phần tốt cho sức khỏe thì vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Cái ý nghĩa của sản phẩm của em thì sản phẩm nước mà tiếp cận được cái vùng nguyên liệu từ quê nhà và rất tốt sức khỏe. Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là một sân chơi bổ ích cho giới trẻ tri thức và doanh nhân. Qua cuộc thi này, các thí sinh có cơ hội để tiếp cận và thuyết phục nhà đầu tư cho mục đích gọi vốn, nhanh chóng trở thành một doanh nghiệp trong tương lai. Với tinh thần san sẻ cùng người nghèo, các cấp hội phụ nữ ở thành phố Huế đã triển khai hình thức cho mượn tiền hoặc trả góp tiền hàng ngày để người nghèo mua bảo hiểm y tế. Chẳng hạn như trường hợp em Phạm Văn Cường ở phường Thuận Thành vốn phải nghỉ học sớm để phụ mẹ bán hàng rong. Không may đầu năm nay em bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não phải điều trị tại bệnh viện một tháng. Nhưng nhờ em được mua bảo hiểm y tế nên chi phí thuốc men và viện phí đã giảm đi nhiều. Bằng cách làm trên, đến nay đã có hơn 40 tiểu thương có thẻ bảo hiểm y tế. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian gần đây, bên cạnh thú chơi chim với các loài thông thường như sơn ca, họa mi, chào màu, thì một số dân chơi chim lại có niềm đam mê với những chú chim săn mồi, một loại hình mới ở nước ta. Câu lạc bộ chim săn mồi Chi Linh tỉnh Lâm Đồng mới thành lập gần một năm nay nhằm giao lưu trao đổi kinh nghiệm chăm sóc huấn luyện loài chim săn mồi.
Hiện nay các thành viên câu lạc bộ nuôi và thuần dưỡng một số loài chim ưng thuộc dòng Ấn Độ Bessra Sika. Đây là dòng chim có ở địa phương, dễ kiếm và không nằm trong danh mục bị cấm. Sở hữu một con chim săn mồi không quá khó đối với những dòng chim săn mồi bình thường, không thuộc loài quý hiếm. Tuy nhiên, để huấn luyện được chim biết săn mồi theo sự điều khiển của chủ thì không đơn giản. Con chim mới đem về thì mình trước mắt là mình sẽ thuần nó, sau đó thì mình sẽ huấn luyện, mình kiểm soát tần lượng của con chim để nó không bị suy và nó phải phù hợp với loài mình. Dụng cụ cần thiết cho chim săn mồi sơ lược có trên 10 món với giá mỗi món khoảng từ vài trăm đến vài triệu đồng. Được biết, hiện ở Việt Nam bộ môn này chưa bị ngăn cấm nhưng việc nuôi và huấn luyện chim săn mồi cần có phương án quản lý phù hợp để bảo vệ những loài chim quý trong tự nhiên, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh hợp pháp cho những người có chung niềm đam mê huấn luyện chúa tể bầu trời. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa thu giữ hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm trôi nổi không có giấy tờ hợp lệ. Đáng chú ý là số hàng hóa này bị bắt giữ khi đang được giới thiệu tại một cuộc hội thảo chui. Có 25 thùng hàng gồm 10 chủng loại với 706 sản phẩm hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc bị bắt giữ tại hội thảo chưa được cấp phép do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại mỹ phẩm Neuric, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 10 tại thành phố Bảo Lộc. Cũng trong sáng ngày 19 tháng 10, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Lê Thị Hòa ở 51 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có một lô hàng với trên 1.600 sản phẩm là thuốc nhuộm tóc và các sản phẩm hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc. Toàn bộ số hóa mỹ phẩm trên đã bị thu giữ để chờ xử lý. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savanakhet, Lào đã bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang chuẩn bị vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam. Vào lúc 13 giờ ngày 20 tháng 10, tại huyện Sebon, tỉnh Savanakhet, Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savanakhet đã bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào gồm Phay Thông Khu 19 tuổi, Phèo 19 tuổi và Bún Lức 26 tuổi đang chuẩn bị đưa một lượng lớn ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gồm 13.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô và một xe máy. Được biết, số lượng ma túy trên được 3 đối tượng mua tại Viên Chăn, sau đó đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 21 tháng 10, Chi cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng phối hợp cùng Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Phòng 7 C74 Bộ Công an vẫn đang kiểm tra lô hàng lớn nghi nhập lậu được vận chuyển trên tàu SE19 từ ga Hà Nội về ga Đà Nẵng. Qua quá trình kiểm tra vào chiều ngày 20 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện hai toa tàu hàng chứa gần 200 kiện với khoảng 40 tấn hàng nghi vấn nhập lậu, ước tính giá trị lô hàng lên đến hàng chục tỷ đồng. Kiểm tra sơ bộ, C74 và các lực lượng liên quan xác định, đây là số hàng được chủ hàng gửi từ Hà Nội về Đà Nẵng. Bên trong kiện là áo quần có nguồn gốc Trung Quốc. Vào thời điểm kiểm tra không có chủ hàng, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 10, lực lượng công an thành phố Cần Thơ cho biết đã truy đuổi bắt giữ 52 quái xế trên tổng số 100 thanh niên tham gia cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 1A. Theo cơ quan công an, khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 10, nhóm thanh niên khoảng 100 người tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên đoạn từ trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp đến bệnh viện đa khoa số 10. Khi lực lượng công an phát hiện, nhóm thanh niên này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng đã nhanh chóng chốt chặn khắp các ngã đường, khống chế 52 thanh niên, tạm giữ 57 phương tiện. Trong đó có nhiều phương tiện đã được độ lại, sử dụng đua xe. Qua làm việc, những thanh niên có độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ Trần Phan Hoàng Thái, 18 tuổi, quê Long An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị B, 69 tuổi, quê Long An, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cuối năm 2015, thông qua mạng xã hội có quen biết một người đàn ông xưng danh là Hòa thượng Thích Duyên Giác. Để tạo lòng tin, đối tượng đã in bản chứng nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gợi ý bà B sẽ giới thiệu bà gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi yêu cầu đóng nhiều loại phí với số tiền lừa đảo lên đến gần 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an quận Nhất xác định thực chất sư thầy Thích Duyên Giác là một đối tượng tên Trần Phan Hoàng Thái. Ngày 19 tháng 10, khi Thái đang nhận tiền của nạn nhân thì bị bắt giữ. Khám xét nhà của Thái ở Long An, công an thu giữ hàng chục con dấu giả, máy tính, máy in và các thiết bị đồ nghề dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Cuối cùng là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, tình trạng bạo lực trong trường học đang diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp ở tất cả các cấp học, lớp học khác nhau tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Bạo lực học đường không chỉ để lại những vết thương về mặt thể xác mà còn để lại những sang chấn về tâm lý khó phục hồi cho nạn nhân trong tương lai.
Gần đây trên mạng xã hội tràn lan một clip ghi lại cảnh 6 nữ sinh tổ chức đánh hội đồng 2 nữ sinh ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khiến nhiều người bàng hoàng. Hay sự việc khác là sau khi bị đánh, ép quỳ lại trước cổng trường, bị quay clip phát tán trên mạng, một nam sinh lớp 8 ở Yên Bái thậm chí đã treo cổ tự tử tại nhà. Các em học sinh bây giờ thiếu trang bị về cái kỹ năng cơ bản rất là nhiều. Những cái kỹ năng sống mà thường người ta nói là kỹ năng mềm á. Cái hậu quả tiếp theo cô nghĩ là hậu quả rất là nghiêm trọng. Nó hình thành nên một cái lối sống của một đứa trẻ đó sẽ bị tự kỷ. Nếu mà tệ nạn học đường nó bị bạo lực học đường nhiều. Học sinh lứa tuổi trung học là giai đoạn hình thành nhân cách, nên việc bị bạo lực học đường sẽ khiến cho các em bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn tới có thể bị trầm cảm, tự kỷ, hay nặng hơn là sẽ nghĩ vẩn dẫn đến những việc thương tâm. Bạo lực học đường là một cái vấn đề nan giải của xã hội. Bản thân em á, để không va vào các vấn nạn bạo lực học đường thì mình trước hết là mình còn phải có chuẩn bị một cái tâm lý là ai nói gì nói thì cũng kệ, không sao hết. Vấn đề bạo lực học đường luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Hy vọng nhà trường, gia đình sẽ phối hợp chặt chẽ đối với cơ quan chức năng, đồng thời siết chặt trong khâu quản lý và nhất là cần tuyên truyền để nâng cao sự nhận thức của các em học sinh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Thành phố Hồ Chí Minh họp khẩn để bàn về việc phòng chống dịch Zika. Công an tỉnh Lạng Sơn phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin. Tương ớt giá rẻ có nguy cơ đe dọa sức khỏe người sử dụng.